Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau khi tiêu diệt Lê Quốc Tuấn, tức Tuấn Khỉ, thì cơ quan chức năng đã khám nghiệm tử thi, phục vụ công tác điều tra. Thi thể Lê Quốc Tuấn được đưa đi hỏa táng tại trung tâm hỏa táng và công viên nghĩa trang Đa Phước, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó gia đình Tuấn đã nhận tro cốt. Gia đình đau buồn với những gì xảy ra và muốn lo hậu sự nhanh nên chọn phương án hỏa táng thi thể Tuấn. Người quen của gia đình Tuấn cho biết, nguồn tin tiết lộ, trong quá trình bao vây ngôi nhà hoang vào tối ngày 13 tháng 2, do manh động chống trả, Tuấn Khỉ đã bị lực lượng cảnh sát đặc nhiệm tiêu diệt tại chỗ. Bước đầu làm rõ, Tuấn Khỉ trúng 2 phát đạn ở vị trí ngay ngực và dưới cằm. Rạng sáng ngày 14 tháng 2, công an đã đưa thi thể Tuấn về trung tâm giám định pháp y thành phố Hồ Chí Minh để khám nghiệm theo các thủ tục cần thiết. Chiều hôm đó đã bàn giao cho gia đình Tuấn lo hậu sự. Phía gia đình cũng mong muốn giải quyết nhanh câu chuyện nên đã chọn phương án hỏa táng. Như đã thông tin, đến nay công an xác định từ chiều ngày 5 Tết, tức 29 tháng 1 đến ngày 6, tức 30 tháng 1, Tuấn Khỉ đã gây ra 3 vụ cướp bằng súng tại huyện Củ Chi, khiến 5 người chết và 1 người bị thương. Trong 15 ngày Tuấn Khỉ trốn chạy, công an thành phố Hồ Chí Minh đã huy động lực lượng đông đảo cùng công an một số tỉnh lân cận dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an tổ chức truy lùng gắt gao. Tối ngày 13 tháng 2, công an xác định Tuấn Khỉ ẩn náu trong ngôi nhà hoang ở ấp Tân Hòa, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn nên bao vây. Tuấn Khỉ đã manh động, nã 3 phát súng AK để tìm đường tháo chạy nhưng bị cảnh sát đặc nhiệm tiếp cận gần và tiêu diệt. Hiện cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng, tiến hành khởi tố bắt giam và tạm giữ tổng cộng 13 người để điều tra vai trò có liên quan đến hành vi của Tuấn Khỉ. Trong số đó có người đã tiếp tế lương thực cho Tuấn Khỉ trong nhiều ngày khi đối tượng này ẩn náu ở Củ Chi. Liên quan đến vụ việc của Tuấn Khỉ sau khi bị tiêu diệt thì câu hỏi đặt ra ở đây, ai sẽ là người bồi thường thiệt hại? Để làm rõ vấn đề này, luật sư Nguyễn Anh Thơm, trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội đã có câu trả lời. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định truy nã đặc biệt đối với Lê Quốc Tuấn, tức Tuấn Khỉ, 33 tuổi, thường trú tại huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh về tội giết người, cướp tài sản, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Anh Thơm, trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, theo quy định tại điều 231 Bộ luật tố tụng hình sự truy nã bị can. Trước đó, cơ quan đã điều tra quyết định truy nã, dù bị can đã chết, cơ quan điều tra vẫn phải ra quyết định đình nã. Trong vụ án này, hung thủ trực tiếp gây án và nạn nhân đều đã chết, nhưng việc điều tra án vẫn cần thiết để làm rõ các vấn đề liên quan như nguyên nhân, động cơ dẫn tới vụ việc, xác định có đồng phạm hay không, xác định nguồn gốc khẩu súng AK. Qua quá trình điều tra xác minh, nếu không phát hiện ra đồng phạm về các tội giết người, cướp tài sản, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, thì cơ quan điều tra sẽ ra quyết định đình chỉ điều tra đối với bị can Lê Quốc Tuấn, căn cứ theo quy định tại điều 155, những căn cứ không được khởi tố vụ án hình sự và điều 230 điều chỉ đình tra Bộ luật tố tụng hình sự 2015 đối với đối tượng Phạm Thanh Tâm, tự Tý, Bà Dòm. Cơ quan tố tụng sẽ tiếp tục điều tra, truy tố và xét xử về tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, theo điều 323 Bộ luật hình sự. Ngoài ra, nếu có căn cứ xác định đối với đối tượng biết hoặc bao che cho Tuấn Khỉ trốn trong hơn 15 ngày qua, gây khó khăn cản trở về truy bắt, thì sẽ khởi tố tương ứng về tội không tố giác tội phạm hoặc che giấu tội phạm theo điều 389, 390 Bộ luật hình sự. Cướp tài sản, nếu có đủ căn cứ, sẽ xử lý nghiêm những đối tượng tham gia về các tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc theo điều 321, 322 Bộ luật hình sự. Về trách nhiệm bồi thường thiệt hại, mặc dù bị can Lê Quốc Tuấn đã chết nhưng đã có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, tài sản của bị hại thì phải có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại về vật chất và tinh thần theo điều 584, 585, 589, 590 Bộ luật dân sự 2015. Khi đối tượng chết sẽ phát sinh quyền thừa kế cho những người thừa kế và trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản, bồi thường thiệt hại trong phạm vi di sản do người chết để lại sẽ thuộc về những người thừa hưởng kế thứ nhất như vợ, con, cha mẹ. Căn cứ điều 615 thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại, Bộ luật dân sự 2015. Trong trường hợp này, gia đình người bị hại có thể thỏa thuận hoặc làm đơn khởi kiện để yêu cầu bồi thường thiệt hại từ những người thừa kế của đối tượng Lê Quốc Tuấn theo quy định của pháp luật. Mong rằng qua những gì mà luật sư Nguyễn Anh Thơm cũng đã giải đáp thắc mắc cho quý độc giả gần xa biết thêm thông tin về sự việc này.